Thời điểm trẻ chuyển từ bú sữa mẹ sang ăn dặm là một bước ngoặt lớn và vô cùng quan trọng. Ăn dặm không chỉ giúp các trẻ bổ sung chất dinh dưỡng cần thiết cho quá trình phát triển mà còn giúp trẻ hình thành thói quen và kỹ năng ăn uống sau này. Độ tuổi đánh dấu mốc trẻ bước sang giai đoạn ăn dặm thường được tính từ 6 tháng đến 1 tuổi. Để trẻ quen với mùi vị thức ăn và không bị thiếu dưỡng chất, ba mẹ thường cho trẻ ăn đa dạng các loại thực phẩm. Tuy nhiên, lúc này dạ dày của trẻ còn non nớt, vì thế cần tránh các loại thực phẩm dưới đây. Các loại hạt như đậu phộng, hải sản và động vật có vỏ, nước trái cây đóng hộp, lúa mì, rau sống, đường và muối. Mật ong thì hiện nay chúng ta thấy cũng nên không dùng cho trẻ ăn dặm, bởi vì trong mật ong có thể trong cái quá trình thu hoạch mật ong nó có thể nhiễm khuẩn, mà chúng ta em bé cái hệ tiêu hóa còn rất là non nớt, chúng ta ăn thì các bé cũng có thể bị rối loạn tiêu hóa. Hay chúng ta thấy rằng ví dụ sô cô la thì trong đấy rất nên đưa vào bữa ăn dặm của con, có thể kể đến như các loại rau hoặc củ quả xay nhuyễn như khoai tây, khoai lang, bí đỏ, cà rốt, bông cải xanh, trái cây xay nhuyễn như táo chín, lê, xoài chín, đu đủ, bơ hoặc chuối, gạo và ngũ cốc nghiền nhỏ, thịt cá hoặc thịt gà xay nhuyễn hoặc nghiền nhỏ, sữa chua. Cho em bé ăn dặm từ ít đến nhiều, tức là chúng ta tập cho em bé quen dần với một thực phẩm mới, thì chúng ta cho ít một thôi và chúng ta thăm dò em bé không có vấn đề về rối loạn tiêu hóa, em bé không có nổi mẩn ngứa ở da, thì đấy để là có thể có những thực phẩm em bé bị dị ứng thì chúng ta cho từ từ thôi để em bé quen dần với thực phẩm. Và trong quá trình ăn dặm thì chúng ta cũng lưu ý là chế biến thức ăn từ loãng đến đặc. Thế thường mà cho ăn dặm thì chúng ta mới bắt đầu ăn thì cũng thể bằng cái bột gọi là 5%, tức là 100ml bột thì có 5g bột khô. Bên cạnh đó, cha mẹ cũng nên lưu ý một số điểm sau đây. Cho trẻ ăn từ đơn giản đến phức tạp, mới đầu chỉ nên cho trẻ ăn bột gạo với nước rau, sau đó dần dần mới thêm thịt, cá và dầu ăn cùng một số loại củ quả. Vẫn nên kết hợp với việc bú sữa mẹ hoặc uống thêm sữa công thức.